chào các đồng chí, các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, được sự phân công của đồng chí trưởng công an xã phân công tôi và đồng chí trung tá Lý Văn Minh, tổ trật tự an toàn thông của xã và công an xã Phước An đến để bảo vệ an toàn tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhân Trạch. Trong quá trình bảo vệ để cho đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước cùng nhân dân của địa phương và các tỉnh về viếng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhân Trạch hôm nay. Trong quá trình chúng tôi bảo vệ thì mong các đồng chí và bà con nhân dân chấp hành tốt nội quy quy định của anh em tổ làm nhiệm vụ tại khu vực thờ nghĩa trang. Mong các đồng chí cố gắng theo dõi cái chương trình để ngày hôm nay nha. Xin chào. Hiện giờ thì 8 giờ kém 20, tôi nhận thấy là có một đoàn cựu chiến binh của tỉnh nào đây chưa biết nha, đang vào tiến vào nghĩa trang để dâng hương cho các anh hùng liệt sĩ và những phần mộ mẹ việt nam anh hùng tại nghĩa trang huyện Nhân Trạch nhân kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng 8 và Quốc khánh 2/9 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây tôi nhận thấy là đồng chí Quảng Trang đang đến để gửi hương cho đoàn đây. Mời các đồng chí cùng tôi để hỏi rõ nha. Chào các đồng chí. Mình đoàn nào vậy? Đoàn 10 à? Dạ đoàn 10 à? Đoàn 10 là chỗ chú Bảy phải không? Dạ dạ. Ở đây là những đồng đội của anh hùng lực lượng vũ trang đại tá Lê Bá Ước các bạn. Đây là các chú là của trung đoàn 10 đặc công Đường Sáng nha. Đây là những người lính đầu tiên bước vào nghĩa trang hôm nay. Chắc không mời các đồ mình lên giờ di lên trên gần cái này thiếu. Dạ được rồi, dạ được rồi, đứng ngang giùm con cái, đứng ngang. Dạ. Dạ. Thanh bình,
đồng chí phù hộ cho chúng tôi được khỏe mạnh, nuôi đẻ con cháu tốt và góp công góp sức xây dựng đất nước của chúng ta ngày một phồn vinh, ngày một tươi đẹp. Xin kính cẩn trước linh. Rồi mình mời, cũng mời các chú lên dâng hương à. Dâng hương xong rồi chúng ta xuống mặc niệm. Đây là những nén nhang đầu tiên của cán các đồng chí chiến sĩ của đoàn đặc công 10 sát năm nào nha các bạn. Ở phía sau bia tựa những tổ ghi công này là bia mộ của đại tá anh hùng lực lượng vũ trang Lê Bá Ước. Con mời các chú ở phía ra phía sau dưới ạ. Dạ phía sau ạ. Thôi các đồng chí, ông đồng chí Mạnh lên đây đứng hai bên đứng nhận chụp hình nha. Dạ dạ rồi rồi vậy con mời mấy chú đứng vô hai bên cho chị đi. Rồi đây. Rồi mình xây ra xong rồi xong rồi. Né cái lường ra các đồng chí. Rồi, một bên ba đồng chí vậy được rồi, dạ. Sau khi mình ghi hình xong, cô mời các chú ra phía sau của bia thì là mình viếng mộ của đại tá Hồng Lượng Lượng của Trang Lê Bước ạ. Dạ. Còn chỉ bẻ cái cổ áo đó là hoàng cơ. Quan gì? Quên hết rồi. Dạ. Hôm nay chả có ai có cái gì giày gẹt như đồng chí trưởng hết. Ác chiến. Xin chào các đồng chí thân mến. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hôm nay tôi và đồng chí Lý Dương Minh, trung tá Lý Dương Minh đến để giữ trách nhiệm bảo vệ khu nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành để cho lãnh đạo đến viếng và dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Ở phía sau lưng tôi là ngôi mộ của anh hùng lực lượng vũ trang đại tá Lê Bá Ước, nguyên trung đoàn trưởng chính ủy trung đoàn 10 đặc công đường sát trong những năm đánh Mỹ, chống Mỹ cứu nước. Đồng chí Lê Bá Ước đã có công rất lớn để xây dựng cái đền thờ nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhân Trạch. Hiện nay đồng chí Lê Bá Ước đã qua đời và được an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đồng chí Lê Bá Ước, thì được đồng chí muốn nằm tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhân Trạch theo nguyện vọng của đồng chí, thì đảng bộ và nhờ gia đình để dẫn đặt ngôi mộ của đồng chí Lê Bá Ước nằm tại phía sau bia tổ quốc ghi công của nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhân Trạch. Thì hôm nay chúng tôi là những thế hệ sau rất là tôn trọng và kính phục những thế hệ của các chú đi trước đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước để cho nhân dân Việt Nam nói chung và huyện Nhân Trạch nói riêng được bình an ấm no hạnh phúc như hôm nay. Hôm nay chúng tôi xin cho cầu chúc cho những gia đình của liệt sĩ nói chung ở đây và gia đình liệt sĩ của chú Bé Ước được dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc. Xin chào và hẹn gặp lại. Vô thủ trưởng Ước. Rồi các đồng chí lên đây thành một hàng ngang nè. Công sức xây dựng cái đền thờ Nhân Trạch ở đây
Dạ, nhà nước xây á, dạ, dạ. Đảng bộ huyện Nhân Trạch xây à. Ông dùng cái món đó, tôi bỏ quên ở xe ông ta. Ông còn để đâu bạn đi. Chú Bảy đây là trước đây chú Bảy còn sống là chú Bảy đứng hai bên em chụp hình. Chú Bảy xuống đây thường lắm. Vâng, chú Bảy là những người đặt cùng cô Tư Nguyệt là xây dựng cái đền tưởng niệm kìa. Rồi, đúng rồi. Dạ rồi. Mấy anh đứng ngay đây tôi một tắm đi. Đây rồi. Rồi, mấy anh ông đứng chung hả? Rồi, ai chụp chụp đi. Bây giờ để cắm nhang đi, không thì cắm nhang cho ai nhang mới. Đây, chụp đồng chí ba đen. Với đồng chí phải ướp. Nam kinh của đồng chí phải ướp đây. Ôi, hả rồi. Chị vào đó em ghi hình luôn chị. Tháng 10 năm 74, tôi là bây giờ 52, đồng chí Phạm Nước, đồng chí Trần Thành Lâm, đồng chí Bảo, đồng chí Phạm Nước này nè, mới bảo là, không, cậu ở quê đâu? Cáo thủ trưởng em quê Hà Nội, cậu Hà Nội cái gì mà cậu đen thui ấy, và dạ em ở Hà Nội, thế Hà Nội cậu là thứ mấy? Thế ông ấy mới bảo tôi là cậu là thứ mấy, bảo dạ em ngoài Bắc em là thứ hai, thế thì ở trong Nam là thứ ba. Thế có thằng ba đen kia nó mới chết 2 tháng này, giờ mày có sợ không? Rồi mày là ba đen luôn đi. Thế là tôi từ đó là cuối tháng 10 năm 74 là tôi là mang cái tên ba đen cho tới bây giờ luôn. Đấy. Vậy lúc đó là chú nhập ngũ năm mấy vậy chú? Tôi nhập ngũ gần như là ngày 20 tháng 11 năm 71. Dạ. Tôi đánh ở thành cổ Quảng Trị xong rồi, thấy không? Từ ngày 28 tháng 7 tôi sang thành, đến ngày 10 tháng 9 tôi rút ra, rồi củng cố sau này thì đến khi xong đến năm 73 ký kết hiệp định rồi tôi đi học bắn tỉa xong rồi. Đến tháng 10 năm 74 thì nhận được lệnh là chuyển quân, chuyển đơn vị. Tôi cứ tưởng là tôi trở về Bắc tôi học hay là coi như đi sâu vào trong luôn, thì đi về giờ đó là được nghỉ ngơi, có đồng chí y ấy, là y sĩ ra của trạm quân y ra khám sức khỏe cho tụi tôi, rồi ở đó 10 ngày thì bắt đầu tụi tôi xuống dưới là khu vực hoạt động ở dưới Nhân Trạch này. Vậy do khi mà giờ chú về rồi để cùng đơn vị nhập chung cái đơn vị của đồng chí rồi anh hùng lượng vũ trang đại tá Lê Bước là năm nào vậy? Về với đồng chí Bảy Ước là cũng trong tháng 10 luôn, cuối tháng 10 năm 74 luôn đó. Dạ, lúc đó là chú là chiến sĩ hay là cấp bậc gì rồi? Tôi lúc bây giờ tôi là coi như là tiểu đội phó quân báo. Dạ, dạ. Tôi là lúc bây giờ là trung sĩ rồi. Dạ, lúc đó chú Bảy Ước là gì à, chú à? Ông Bảy Ước lúc bây giờ là trung đoàn trưởng và chính ủy luôn. À, lúc rồi ngày xưa là trung đoàn trưởng kiêm chính ủy luôn à? Ông, xong rồi là sau này lúc mà năm 74 thì ông lập rồi. Yeah. Ông lập là chính ủy rồi. Chứ là trước ấy, thì ông dạy nghe mấy ông mới kể lại đó. Thì có ông Thạo là coi như là công vụ giúp việc cho là ông lập mấy ông Bảy Ước. Yeah. Một số đồng chí nữa, đồng chí An, đồng chí này kia nữa đó. Yeah. Thế nói chung là ông này ấy, cho đến lúc chết ông người ông dây nhưng mà ông rất là khỏe mà ông nhanh lắm. Nhiều khi ông ấy coi như là đội cái nón này đây cái nón này đây là ông coi như là đội đi chèo thuyền ra sông, ai cũng tưởng là người dân Nam Bộ thôi. Dạ. Coi như là đi đánh bắt cá thôi đó. Cái nón này của thủ trưởng đó. Dạ, chú con cũng giới thiệu với chú là con cũng là từng đi công tác với chú Bảy Ước. Ừ. Con là cựu chiến binh xã Phước An. Ừ. À, hiện nay thế con đang công tác tại cựu chiến binh. Gặp em rồi, gặp em cái thời ông bảy ghẹ.
Dạ đúng rồi, hồi một số ghẹ, năm ghẹ rồi đó. Dạ đúng rồi, đưa đáng lý 28 anh em đó là hôm trước là đưa về từ năm 2011 chứ không phải là đến 2022. 23 ta mới đưa về được. 28 đồng chí bên đó là có con là những người tham gia để cất bốc những hài cốt của các liệt sĩ đó về đấy. Tôi là, là hôm đó là tham gia cất bốc, tôi ông Soạn, ông Tấn kêu và phui ra anh em á, coi như còn nguyên. Nguyên coi như hôi quá, mới bảo anh em đó là quân rồi, anh em là cảnh kiếc em bảo thôi chạy ra ngoài nghỉ hơi chút cho đỡ nó hôi rồi mới vào mới tắm rửa cho. Đó thì đang nghi là đồng chí đó là cùng khẩu đội pháo với đồng chí Soạn rồi đó. Đồng chí Soạn là coi như là hôm nay nay không thấy chú Soạn xuống nhỉ? Có kìa, đồng chí Soạn kia đang mang màu trắng trắng không đồ đấy, đúng rồi. Đó, nhớ kỳ kỳ là người là đứng chào cờ không, là ngày 15 tháng 4 năm 66 tuyên thệ thành lập coi như đoàn 10 hình xác á. Dạ rồi con hôm nay là tôi chở các đồng chí đi là gồm có 6 đồng chí. Đồng chí Soạn là trung đoàn trưởng, đồng chí Trường là coi như tiểu đoàn phó, đồng chí Tấn rồi tiểu đoàn phó, đấy, và đồng chí Chí Nhi, Nhi là y sĩ, đồng chí mười nhất kia, đó. Sau rồi chuyển sang công an. Còn chú là chú họ tên gì vậy? Tôi tên là Nguyễn Xuân Mạnh. Dạ, Nguyễn Xuân Mạnh. Ba đen. Dạ, dạ. Anh Mỹ Hương anh đặt giờ đấy. Dạ, dạ. Mà anh mới nói là mày với vợ tao là Hà Nội, bà mến á. Dạ. Thôi vậy con xin phép cái kêu đây kêu. Là anh nhất. Dạ con xin phép kêu chú được tên thân thương của chú phải ước đặt nha là chú Ba Đen nha. Rồi. Thôi vậy con xin nhưng mà như các chú mình đứng xung quanh ngôi mộ của đồng chí anh hùng lực lượng vũ trang đại tá Lê Bước để mình ghi hình nhân kỷ niệm. Soạn ơi. Chú Soạn ơi. Nhưng mà riêng ông Bảy Ước này, trước lúc ông mất 4 ngày, trước lúc ông mất 4 ngày, thì là tôi là ông Soạn, ông Tấn này. Là bây giờ chú Soạn có đôi lời phát biểu chú Soạn, tại vì con đang ghi hình đấy. Thay mặt cho cụ trên đường nhiều đoàn người cũng đến đây là viếng nghĩa trang nghĩa trạch và đốt lên nhang để là viếng đồng chí là Lê Bá Ước, nguyên là chính ủy đoàn trưởng đoàn mười đặc nhiệm khác anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Qua cái viếng nghĩa trang lòng quan tâm hài cốt của các liệt sĩ về nghĩa trang này, thì thay mặt cho chúng tôi miền mười thì rất là cảm ơn trong bố lãnh đạo chính quyền địa phương của nhân trạch. Con xin tiếp lời chỗ chú Soạn. Thì con là thế hệ sau cũng là lính chiến trường Campuchia, hiện là cựu chiến binh của xã Phước An. Trước đây con cũng đã từng gắn kết với trung đoàn 10 quân cao vùng sát là để đi về tặng nhà tình thương cho đồng chí Bà Sưng và tặng một mấy cái tivi đấy có thì đó có con và đi ra ngoài cái cò cát là thì đi bất luôn bị biến lại xe đấy đó là tất cả là đồng mười về là hầu như lần nào con cũng có đi đó rồi có đi cái thời mà có bác Đồng Nghệ còn sống ấy, lúc bác Đồng Nghệ còn sống đấy là lúc đó là bác Đồng Nghệ là chi hội trưởng chi hội của chúng bên đó Bà Bông là con là chi hội phó. Hiện nay là con
mười mấy năm rồi. Lúc mà chú Nghĩa còn sống đó chứ. Mười mấy năm rồi. Ủa chiều nay chị bắt